Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng, với việc thêm một ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày hôm qua, ngày 8 tháng 1, đến nay, chuỗi lây nhiễm phát sinh từ chợ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn đã có tổng cộng 53 người mắc bệnh, tập trung nhiều nhất tại phường Hòa Hải. Chuỗi lây nhiễm này xuất phát ban đầu từ ca bệnh là tiểu thương buôn bán tại chợ phát hiện mắc COVID-19 ngày 27 tháng 12 năm 2021, có yếu tố dịch tễ liên quan chợ đầu mối Hòa Cường. Cùng với việc khoanh vùng truy vết ngay sau khi phát hiện ca bệnh, thì quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức phong tỏa khu vực này và tạm dừng hoạt động của chợ từ ngày 1 tháng 1. Đồng thời đến nay vẫn đang duy trì tần suất xét nghiệm 3 ngày một lần với tất cả các tiểu thương để sớm chặn đà chuỗi lây nhiễm này, không để lây lan cộng đồng.